Chàng trai này thì rất thích nuôi mèo. Nhưng chú mèo thì không thích bạn gái của anh chàng đâu. Thế nên cô ta mới bị mèo cào đó. Rửa vết thương và chà lại bằng xà phòng nhé. Sau đó hãy lau sạch vết thương. Bôi thuốc mỡ lên vết thương là ổn thôi. Cặp tình nhân đang đi dạo ở công viên thì cô gái bị chuột té. Ôi không, cô bạn gái bị gãy vai rồi. Và anh đã kêu cứu trong tuyệt vọng. Một cô gái ở gần đó đã đến giúp đỡ. Hãy đỡ cô ấy ngồi thẳng dậy, dùng nạng chữ T để vào lưng cô ta. Sau đó băng bó cố định lại. Hai vai cô ta đã được giữ cố định rồi. Giờ nhanh chóng gọi xe cấp cứu thôi. Cô gái đang đi thì bị lên cơn đau tim. Cô ngã khuỵu xuống đường và ngất đi. Ta cần xử lý thế nào? Hãy đặt bệnh nhân nằm thẳng rồi kiểm tra mạch. Tiến hành hồi sức tim phổi cho bệnh nhân. Thực hiện cho tới khi bệnh nhân tỉnh lại nhé. Đến bệnh viện khám ngay nào. Thank you. Cô gái ăn uống không vệ sinh gì cả. Tốn công bạn trai dọn dẹp cả buổi sáng. Tranh cãi kết thúc khi cô đạp phải chiếc đinh ghim. Dùng băng và băng y tế băng bó vết thương lại. Làm như thế sẽ cố định được chiếc đinh. Sau đó nhanh chóng gọi cấp cứu. Hạn chế di chuyển khi gọi xe cấp cứu. Cô gái này bị thủy đậu và đang phát ban. Bác sĩ có cách nào giúp cô ta đây? Hãy làm theo cách này nha. Dùng miếng bông thoa nhẹ hỗn hợp này lên các vết ban. Cứ thoa đều liên tục trong 5 ngày nhé. Thật là hiệu quả đúng không? Vết ban đã biến mất rồi. Cho baking soda, nước nóng vào chén và khuấy đều là có thể dùng. Cô gái bị gì mà gãi suốt thế? Ôi không, cô ta bị phát ban rồi. Hãy dùng miếng gạc này đắp lên những vết phát ban. Sau vài ngày thì những vết ban biến mất rồi. Bỏ hẹ, muối vào cối và giã nhuyễn. Bỏ vào miếng gạc là có thể dùng rồi. Gãi nhiều như vậy à, thì ra cô ta bị vết chàm rất là lớn ở tay. Hãy làm theo cách này nha.
nước này đi. Sau đó dùng khăn sạch lau sạch tay. Đắp dưa leo lên vết chàm và đợi một lúc. Khi lấy dưa leo ra thì bạn rửa tay lại lần nữa. Khi dùng khăn lau tay sạch lại là bạn sẽ ổn. Vết chàm đã biến mất rồi. Bạn rửa dưa leo bằng dung dịch muối. Sau đó cắt ra thành lát mỏng là có thể dùng gấp tay. Cặp tình nhân đang nói chuyện vui vẻ thì anh bạn bị chảy máu cam. Thế làm cách nào xử lý khi bị chảy máu cam? Bạn không nên nhét khăn giấy vào mũi đâu, mà hãy lau máu đi. Lấy đá lạnh chườm lên mũi. Sẽ ổn và hết chảy máu cam thôi. Cô gái bị chảy mồ hôi tay rất nhiều. Thật là khó chịu quá đi mà. Hãy làm theo cách này nhé. Thấm túi vải này lên hai tay. Thì mồ hôi tay sẽ hết thôi. Cho muối biển vào khăn quấn lại là có thể dùng. Cắn móng tay không tốt đâu cô gái. Kết quả móng tay cô bị thương hết rồi. Dùng miếng bông y tế thấm dung dịch muối loãng. Rồi lau sạch móng tay và vết thương để sát trùng. An tâm rồi, hãy cố gắng hạn chế cắn móng tay nha. Anh chàng đang chơi game khí thế lắm. Hãy quan tâm bạn gái anh một chút đi. Cô ta bị viêm mũi dị ứng. Lỗ mũi cô ta đỏ hết lên rồi. Hãy cố gắng uống hết ly nước này em nhé. Hãy nằm nghỉ ngơi rồi em sẽ khỏe lại thôi. Khi cô ta tỉnh dậy, cô ta đã thấy khá hơn rồi. Thật là hiệu quả phải không nào? Bạn cho quế, gừng rồi đổ nước nóng vào. Cho thêm mật ong và một ít cốt chanh vào là có thể dùng được. Cô gái đã trở về sau cuộc đi chơi mệt mỏi. Cô ta ngủ luôn trên ghế cùng bạn trai. Chân cô gái bốc mùi làm anh chàng tỉnh cả ngủ. Đúng thật là rất hôi nhỉ. Anh đi lấy một thứ cho cô nhé. Hãy ngâm chân vào thau nước này đi. Sau khi lấy chân ra hãy lau khô.
chân đã hết mùi hôi rồi đó. Cho gừng, muối và nước nóng vào thau trộn đều là xong. Cô nàng bị đau mắt đỏ. Cô ta rất lo lắng về đôi mắt của mình. Oh my God. Bạn dùng khăn ngâm vào nước nóng, rồi đắp lên đôi mắt của cô ta và nghỉ ngơi một lúc. Khi bạn lấy khăn ra thì mắt bạn trông ổn hơn rồi đó. Cho nước nóng vào tô và cho khăn vào.